Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em quay lại với channel của mình. Không biết khi nào thì mới được cầm một con ạc VIP 18 với cái mức coupon lên tới 8 tỷ như thế này để đi đấm nhau. Khi nào mới được sở hữu một con ạc xịn như thế này để mang về xích CD đi săn gà thì đúng bài luôn anh em ạ. Video ngày hôm nay mình sẽ review cho anh em về một cái tài khoản VIP 18 với cái mức coupon lên tới 8 tỷ năm anh em ạ. Cầm con ạc này mà đánh xích CD thì đúng là vác phải gọi là vác đại bác đi bán kiến ấy anh em ạ. Rồi bây giờ anh em mình sẽ xem về cái tài khoản này nha. Kinh thật, hồi hình như là lúc trước khoảng cách đây 2 năm mình có hỏi chủ ạc rồi thì chủ ạc nói là cách đây 2 năm mình đã review về cái tài khoản này rồi. Và lúc đó mình nhớ coupon nó chỉ tầm khoảng 2-3B gì đấy thôi. Mà bây giờ nó lên 8B rồi, trong khi đó cái coupon của mình bây giờ nó vẫn dậm chân tại chỗ anh em ạ. Kinh thật. Đúng là bỏ tiền ra chơi nó phải khác đúng không anh em. Rồi, mắt VIP 18 với số ngày đăng nhập liên tục 1685 ngày, lâu rồi. Cái thời gian chơi game cũng bằng cái account cũ của mình ở XD luôn đấy anh em ạ, cũng 1600 ngày rồi. Mắt VIP 18. Kinh thật. Nhưng mà coupon người ta lạ lắm anh em ạ. Mình cũng sử dụng nền văn minh để chế Ottoman, nhưng mà chưa bao giờ mình chơi cái trò chơi này, tính ra cũng hơn 4 năm rồi. Chưa bao giờ mà cái mức sức mạnh lên được hơn 100 triệu sức mạnh. Điểm tiêu diệt ở đây lên tới 8 tỷ năm anh em ạ. Rất là cao. QT5 lên tới 323 triệu. Cái hạt này có cái số kill giống gần giống như mình nè. QT1 của mình cũng ba mấy triệu QT1 ấy. QT4 mình cao, mà QT5 thì mình thấp hơn. Tất nhiên là đối với những cái account mà chơi lâu rồi thì thường là sẽ soi QT5 nha, đi soi QT4 rồi đúng không anh em. QT5 mới là cái kill chất lượng. Ôi, sức mạnh tối đa lên tới 169 triệu, chết 32 triệu, chết kinh thế nhỉ, trên 169 triệu. Không nhớ là lúc trước đã review ạc này chưa, sao bây giờ vô nhìn cái bâu này thấy nó lạ cực kỳ. 169 triệu là nạp cực kỳ nhiều mới lên được 169 triệu sức mạnh này mà, phải nạp cực kỳ nhiều. Thôi không quan tâm, đau đầu quá này mà. Nhân tiện đang review ạc thì xem về bâu kêu của cái cộng này luôn nhé anh em. Sức mạnh liên minh KVK 2489 1960 18 tỷ năm, 2489 17 tỷ, 2489 15 tỷ năm, 1960 một clan 6 tỷ nữa nè, một clan 4 tỷ 3 nữa nè. Mình nghe mấy anh em bảo là KVK này thì 1960 với 2489 nè, hai bên đều có ạc của Boss Anvit đánh hết. Có nghĩa là số tiền sẽ phải tiêu tốn gấp đôi đấy anh em ạ. Sức mạnh cá nhân. Ba. 1 tỷ mốt sức mạnh. Trời ơi, 2489 kìa. 779 triệu sức mạnh. Dã man thật. Boss phở 500. Lẫn 542. Ôi. Kinh thật. Anvit. Ạc Boss Anvit 417 triệu sức mạnh, 2489. Ở dưới đây cũng là Ạc Boss Anvit 377 triệu sức mạnh, 1960. Trời ơi, cái cụm top bầu kỳ. Hơn 100 người chơi sở hữu mức sức mạnh hơn 100 triệu. Đây là tầm khoảng 200 người chơi có mức sức mạnh hơn 100 triệu. 200 đúng không? Tầm đấy đấy. Ghê thật. Hơn 200 luôn em ạ. Ôi. Cái cộng này mở đều nó lát. Hơn 300 luôn. Mình nghĩ là hơn 200 mà bây giờ nó lên tới hơn 300. Người chơi sở hữu cái mức sức mạnh hơn 100 triệu sức mạnh. Có nghĩa là có khả năng đánh được 5 đạo trở lên đấy này mà. Kỹ năng liên minh. Trời ơi, 2489 keyboard kìa. Hai clan cộng lại là bằng 1960 luôn. Kiểu kinh thật. Wow. Đến quá trưởng. Kỹ năng cá nhân 44 tỷ. Ai mà gì.
quá Cubone, trời ơi. 8 tỷ này anh em, 8 tỷ mà xếp hạng. 8 tỷ Cubone mà xếp hạng 209, dã man chưa? 8 tỷ Cubone mà xếp hạng 200. Rồi bây giờ anh em mình sẽ xem về cái tài khoản này nhá. Rồi toàn là bóc bận không anh em ạ. Hạng này thì chắc chắn là nhiều nhà thiên đỉnh lắm anh em ạ. Để xem nào. Nhà này OL nhá. Nhà OL này, OL nè. Cái nhà này thiên đỉnh nè anh em. Thiên đỉnh lâu lắm rồi OL nữa nè. Vui lắm OL thế. Ồ thế mà không có nhà thiên đỉnh anh em ạ. Có một cái nhà mà lâu lắm rồi thôi, còn lại là không có. Red 4 tỷ, 5 tỷ, 6 tỷ, 3 tỷ, 7 vàng. Chưa tính tài nguyên, chưa tính red trong kho nữa nè. Trời, há cục tăng tốc 3 giờ. Dã man thật. Thiết bị, anh em nghĩ xem được ra khao này bao nhiêu món trang bị huyền thoại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 18. Ồ nhiều thế, 18, 24, 30, 36, 42, 43, 44, 45 món trang bị cam. Wow, ồ cái này là cái gì đây? Bí vật, cờ hiệu thiết bị. Trang bị giới hạn mua trinh phạt. Cái này đâu ra ta? Mình sẽ xem thử có bao nhiêu món có tài năng đặc biệt nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 món trang bị cam. Còn lại đa phần là sẽ là... chủ yếu là rèn là chính thôi anh em ạ. Rèn là chính, 11 món trang bị cam. Ghi kinh thật, có nghĩa là full ca, full mấy cái đạo đánh on field là full cam hết đấy anh em ạ. Đây có một cái kiếm kỵ nè, một cái mũ khan tinh luyện 50% và một cái mũ cung. Ở đây mình thấy mát cả da các lượng luôn. Tài phải trên 30 con anh em ạ, phải trên 30 con cam map. 2 4 6 8 10 12 13 14 15 17 19 21 22 23 24 25 27 29 30 31 32 33. Quá quá. 33 con tướng cam đếm ghê mỏi luôn. Ghê thiệt chứ. Helmet nè. Benim gücümün ulaştığı yere imparatorunuzun hayalleri dahi ulaşamaz. Mới mát dài các lượng luôn. Bí vật cờ hiệu triệu thiết bị. Khi trang bị bí vật này, bất kỳ kỹ năng nào chỉ huy có và được áp dụng. Quân thay vào đó áp dụng cho đơn vị kỵ binh phải triển khai chỉ huy. Phó. Cái này hình như là map KVK này nó mới có đó. Cái này mình cũng không rành lắm anh em ạ. Wow, mát quá nhiều tướng anh em ạ. Mát quá nhiều tướng giờ cũng không biết soi sao luôn. Một đạo kỵ hạng vũ nè. Full talent. Một đạo nét kỳ là 2. Đạo quang vũ là 3. Boika là 4. Gia các lượng là 5. Chan ra là 6. Chai gian là 7. 7 đạo. Hiện tại mình thấy gear đang để cho 7 đạo nha. Mình sẽ ra ngoài xem thử coi. Rồi vô mấy con ngạc khủng như thế này giờ không biết đếm sao luôn mấy anh em ạ. Nhìn nó ngợp quá cả trưởng. Tướng tá ghi mát nhiều quá. Không kéo man luôn. Ghê thật. Em quả kinh dày thiệt.
Đây nha anh em, Borikaji. Ồ, áo vũ trang cũng xịn phết đấy. Tấn công cung 6, thủ cung 6, máu cung. À, máu cung có 4.7 thôi, cũng không quá là mạnh. Gia các lượng với lại Nebu. Cái này được nè, cái này máu cung gần 10 nè. Vũ vết si, máu bộ 6.7, hạng vũ quy ly. Rồi máu kỵ 9.4, nét yuan. Ồ, toàn những đạo đánh on field khét lẹt luôn anh em ạ. Borikaji gia các lượng với là Nebu là đúng chuẩn rồi anh em ạ. Hai đạo cung mình nghĩ là rất là mạnh và rất là hot rồi, bây giờ đều sở hữu. Anh em đợi anh em sẽ thấy nè, người ta ghép cặp sẽ đều có, mỗi một cặp mỗi một đạo đều có sát thương AOE hết. Borikaji dây AOE nè, gia các lượng với Nebu thì cặp này best AOE rồi. Tới vũ SC cũng AOE nè, hạng vũ Willy chúng chùm AOE luôn nè, hai con nè. Net Yuan cũng chùm AOE luôn, nhưng mà chỉ có AOE ở Yuan thôi nhá. Bây giờ năm đạo này có vẻ là năm đạo mạnh nhất rồi đúng không anh em? À còn thêm một đạo Cha Gian nữa, còn đạo Cha Gian nữa đúng không anh em? Còn đạo Cha Gian AE nó là 6 đạo. Xem mấy ạc này ngọt quá anh em ạ. Tướng tá người ta nhiều quá, ghê thật. Tướng tá khiếp quá. Gồm tách 10 trên 10, tách 2 10 trên 10, tách 3 3 trên 10. Ồ, rèn, trời ơi, cũng chưa rèn luôn à. Mẹ chủ ạc chưa vào ạc luôn sao ấy. Áp còn nguyên luôn. Rồi, và ngày hôm nay thì mình sẽ thử may mắn để rèn một cái nhẫn thử xem nó như thế nào nha anh em. À, để xem có bao, ở trong đây có bao nhiêu cái nhẫn rồi. Thiết bị. Trời ơi, 1, 2, 3. 3 cái nhẫn chưa nổ tài năng đặc biệt. 3 cái nhẫn chưa nổ tài năng đặc biệt. Bây giờ mình đập là cái thứ tư. Bây giờ mình đập là cái thứ tư mà không nổ tài năng đặc biệt thì nó hơi bị vô lý đúng không anh em? Nếu mà chắc chắn thì là 5 cái thì là sẽ nổ một cái. Nhưng mà 4 cái là cái, nói chung là cái tỷ lệ nổ tài năng đặc biệt ở cái nhẫn là cực kỳ cao rồi. Bây giờ mà không đập nổ thì đúng là kiếm món gì đập đại đại thử coi. Đập thử 3 cái coi sao. Một, hai, ba. Cái thứ tư là nổ. Lại ra. À, này đây. Một, hai cái nổ luôn mới ghê chứ. Một, hai, ba, bốn. Chết mày với anh rồi. Chết mày với anh rồi. Chết mày với anh rồi. Tin được. Ồ. Oh. À, 4 cái mà không lên luôn kìa. Ghê thiệt chứ.
Rồi, ok, như vậy là trong video ngày hôm nay thì đã review cho anh em xem một quả cực kỳ hoành tráng đúng không anh em? Tưởng đếm không hết, gear cũng cực kỳ nhiều luôn, quá nhiều gear. Cubone thì anh em có thể thấy được 8 tỷ 5 Cubone phải gọi là cực kỳ nhiều anh em ạ, quá nhiều. Tầm này là cực kỳ nhiều rồi. Nhưng mà so với cái cục này giống kiểu như hạt cát ấy anh em ạ, 8 tỷ 5 Cubone mà nằm ở range 200 thì cũng là cục quá là kinh dị luôn anh em. Nhân tiện thì review bạc thì cũng đập cho anh em xem cái nhẫn thử, nhưng mà nó hơi đen em ạ, đúng đúng kiểu nó đen vãi ra trường luôn ấy. Bốn cái nhưng mà không lên cái thứ năm thì đúng là quỳ luôn. Ok, video đến đây là hết rồi, cảm ơn anh em đã xem video, hẹn gặp anh em những video lần sau nha. Bye bye, xin chào anh em.